cũng bo rồi. Quỳnh Dinh Châu được đánh giá cao hơn. Ôi trời. 50 đây, 450 đây. Ý mình. Của Dinh Châu được đánh giá cao hơn. Của Dinh Châu được đánh giá cao hơn. À, 450 đây, 450 đây, 450 đây. Ý, con hẹp cái đó. 3 mét. Lại là cái tên Ngọc Đinh. Và như vậy là đội tuyển Thành phố Vinh chưa chặn được Ngọc Đinh một pha bóng nào.